cái màn hình cái nắp vào con xe này nó khá là đẹp, lại một lần nữa nhé. Nếu lắp màn 10 inch sẽ đẹp hơn nhé. Còn bởi vì anh chủ xe anh có sẵn cái mặt này thì anh lắp như thế thì em lấy cái màn 10 inch về thôi. Xin chào các bác, em lại hôm nay em lại đang độ chiếc màn hình Android ZTEC Pro Z4 cho con Prado. Hôm nay em đang độ 360, em đang chuẩn bị căn đây. Đây em giới thiệu luôn qua các cái màn hình này. Khi nắp vào là nó đẹp đẹp như thế này, luôn như này. Bởi vì là xe cái này con này nắp 10 inch cơ. Nhưng mà xe anh chủ anh đã anh cũ là anh nắp cái màn 9 inch rồi cho nên là nó bị hỏng, em sửa nhưng mà không sửa được. Con này nó hỏng nặng quá, bị chập nặng quá không sửa được. Em đã thay cái màn hình đời mới hơn, cao hơn, đẹp hơn. Nhưng mà đáng lẽ là nắp màn 10 inch nhưng mà đây nó là 9, bởi vì nó có sẵn cái dưỡng như này rồi em nắp 9 inch thôi. Đây các bác có thể thấy cái màn hình của nó độ phân giải cực kỳ nét luôn. Con này màn 2K ấy, các bác nhé. Màn 2K cấu hình RAM 4 chip 8x1.8GHz, rất là nhanh luôn. Nó có cả kết nối CarPlay không dây luôn. Cái này là CarPlay không dây nhé. Cái tính năng này rất hiệu quả trong một số trường hợp thôi nhé, chứ không phải nó thừa đâu ạ. Con này nó không có các hàng phím ở đây. Màn hình rộng hơn bình thường một chút. Bình thường các bác thấy cái viền màn hình ở đây nó to hơn. Nhưng con này nó rất là mỏng. Con này là 9.5 chứ không phải là 9 inch bình thường đâu nhé. Và thao tác của nó là thao tác bằng này, nó không có phím ở đây. Và màn nó cực nét luôn rồi. Đấy, sau khi hoàn thiện xong rồi các bác có thể nhìn thấy cam nó khá là đẹp rồi. Em bỏ hai cái bàn đằng sau rồi cho nên là chỉ nhìn được cái đằng trước thôi. Anh sẽ lựa chọn thích xem cái cam nào thì xem, rất là hiệu quả luôn. Hoặc là ở chế độ tự động thì các bác thích bên nào thì lên bên đấy thôi. Và lùi tự lên. Ok, đấy, em quay lại các bác xem cái màn hình cái nắp vào con xe này nó khá là đẹp, lại một lần nữa nhé. Nếu lắp màn 10 inch sẽ đẹp hơn nhé. Còn bởi vì anh chủ xe anh có sẵn cái mặt này thì anh lắp như thế thì em lấy cái màn 9 inch về thôi. Cái màn blue lay, màn này cực kỳ bền luôn. Okay. Cảm ơn các bác đã xem video. Nếu các bác quan tâm về cái sản phẩm này thì liên hệ ngay với em nhé.